chúng ta có tầm nhìn hay đến mấy nhưng mà cuối cùng chúng ta không có nhân sự thì cũng vứt. Thì đến phần chúng ta phải xây dựng phát triển đội nhóm để biến cái tầm nhìn thành hiện thực. Thì phần đầu tiên liên quan tuyển dụng nhân sự, thu hút nhân tài, tuyển dụng nhân sự. Tướng mà không có quân ý thì cũng không khác gì mà quần chùn. Đấy là điều chắc chắn rồi. Nên việc đầu tiên là phải có tuyển dụng nhân sự. Và tài sản lớn nhất của doanh nghiệp không phải là con người mà là người phù hợp. Người phù hợp là như thế nào ạ? Ông giáo sư Dale Ulrich, ông có đưa ra ba cái tiêu chí căn bản. Người phù hợp là 3C. C đầu tiên là competent, là có năng lực để hoàn thành công việc. Cái này là có năng lực để hoàn thành công việc. Cái thứ hai là commitment, là có sự cam kết. Và số 3 là contribution, là có tinh thần cống hiến. Người tài là người gì? Thứ nhất là có năng lực, thứ hai là có cam kết, và thứ ba là họ có tinh thần cống gì ạ? Mình không nhớ được câu nói của ai, nhưng mình rất thích cái câu nói này. Nếu tôi là người quét bồn cầu ấy thì tôi sẽ là người quét bồn cầu giỏi nhất. Bởi vì những người có tư duy như vậy là người tư duy như nào? Không chỉ đơn giản là tập trung vào công việc, mà họ tập trung vào cái giá trị bản thân. Ví dụ mình đi làm đâu, mình có thể là nhân viên sale hay là một nhân viên marketing hay là một chuyên viên nhân sự hay gì đấy. Thì cái việc của mình ấy, nếu một nhân viên người ta cái tầm nhìn người ta chỉ bình thường thôi, người ta bảo ôi mẹ, tại sao lại phải đi cống hiến công ty ấy? Đúng không? Thằng sếp này vớ vẩn, cống hiến làm gì? Đúng không? Ví dụ như vậy. Nhưng mà nếu như vậy chúng ta sẽ không lớn được. Chúng ta phải hiểu rằng ấy, một người giỏi là người ta làm việc là vì giá trị bản thân của họ. Thông qua cái việc làm một công việc xuất sắc, họ sẽ rèn được cái nội lực của bản thân. Nên đừng bao giờ phụ thuộc vào ông sếp tốt hay ông sếp tồi mà ảnh hưởng đến cái việc mình rèn cái nội lực của mình. Nên đối với mình khi mà đi làm ở đâu ấy, là cái việc của mình đầu tiên là phải hết mình đấy. Nếu sếp tốt thì ở lại, mà sếp không tốt thì trả lời khác. Cái này mình nói suốt với nhân viên của mình như vậy. Nên Jim Rohn nói một câu rất là hay: if you focus on your job, you can make a living. Nếu bạn chỉ tập trung chăm chăm vào công việc ấy, thì bạn sẽ đủ kiếm sống rồi. If you focus on yourself, you can make a fortune. Nếu như bạn tập trung vào cái giá trị bản thân của mình ấy, thông qua công việc làm xuất sắc, thì bạn sẽ có một sự nghiệp, bạn sẽ có một gia tài. Đấy là mindset của hai cái nhóm khác nhau hoàn toàn. Cầu huyền. Tôi đi làm ở đâu tôi cũng biết một tâm thế của ông chủ. Chúng ta mới có được cái sự nghiệp. Cái tài sản lớn nhất của doanh nghiệp không phải là con người mà là người phù hợp, và chúng ta sẽ phải lọc ra. Đấy ạ. Nếu như công ty của bạn là một chiếc xe, hãy mời những người thích hợp lên xe và những người không thích hợp xuống xe. Cái này rất đúng luôn. Các anh chị mà chọn sai người, nếu mà tuyển sai ấy, thì mọi công tác đào tạo, gắn kết, truyền động lực, mọi thứ sau đều vô nghĩa. Nên tuyển dụng phải đúng ngay từ lần đầu tiên.